sẽ đến với anh lần nữa. Lúc em đến bên cuộc đời anh là khi em đang ngắm anh. Tình yêu chắp phá mây ai ngu ngơ dại khờ mà đi tìm. Đã từng nghĩ sẽ đặt niềm tin vào em là người cuối cùng. Mọi chuyện không như anh nghĩ anh ngày gặp lối. Bỗng dưng anh trở thành người thứ ba quá xa lạ. Lại một chuyện tình nữa đến với anh chỉ bằng sự dối trá. Hóa ra bao ngày qua em chỉ đến bên anh để lấp đầy một khoảng trống, trong khi hiện tại em đang có hạnh phúc mới. Tình yêu nào cũng vậy, cũng đều cần có sự trân trọng. Mặc dù anh không phải người trong số danh sách em từng yêu, em hãy suy nghĩ lại và đừng làm tổn thương nhiều người. Người gian dối rồi sẽ gặp người dối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.